chào, hôm nay chị Chim xin giới thiệu bộ hình dán gương mặt cho các nàng tiên cá nha. Đây là bộ hình dán mới rất là đẹp. Trong mỗi bộ như thế này sẽ gồm 6 tấm hình về các nàng tiên cá với kiểu dáng khác nhau, và kèm theo đó là 4 tấm sticker gồm có các loài sinh vật biển nè, rồi các cái đuôi của nàng tiên cá, cũng như là mắt, mũi, miệng để chúng ta sẽ trang điểm cho nàng tiên cá nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Và đây là nàng tiên cá đầu tiên nè. Nàng ấy có một mái tóc dài màu xanh rất là đẹp. Giờ chị sẽ gắn một chiếc đuôi màu hồng lên. Tiếp theo thì chị chọn cho nàng ấy một chiếc vương miệng nữa nhé. Và bây giờ sẽ là đôi mắt. Đôi mắt có màu xanh ngọc bích sẽ rất là hợp với mái tóc của nàng tiên cá luôn. Cuối cùng thì trang trí thêm những sinh vật biển như là tôm, cua, cá ở xung quanh nàng tiên cá của chúng ta nha. Những bức hình dán này sau khi làm xong, các bạn có thể đem đi để dán lên tường trong góc học tập của mình trang trí, cũng rất là đẹp ha. Và đã xong nàng tiên cá đầu tiên rồi, chúng ta hãy cùng đến với những nàng tiên cá tiếp theo nhé.
Nàng tiên cá cuối cùng cũng xong rồi, giờ cùng nhìn ngắm lại những bức tranh mà chúng ta dán hình nãy giờ nhé.